những thủ khoa kỳ thi trung học phổ thông năm 2022 đạt điểm tuyệt đối, chia sẻ bí quyết ôn thi, ai xem xong cũng ngỡ ngàng đến bật ngửa. Trước tiên thì yêu cầu anh em xem video này thì tránh xa tầm tai của phụ huynh nhé. Tôi không chịu trách nhiệm nếu có mệnh hệ gì xảy ra đâu đấy. Chắc hẳn anh em sẽ nghĩ đến phương pháp học tập của các thủ khoa này là sáng tới trường, tối trong đèn cả đêm để học đúng không? Thực ra đó chỉ là cách học mà theo các thủ khoa chia sẻ là thực dụng nhất. Để đạt điểm cao trong các kỳ thi thì cần phải cân đối giữa việc học và việc nghỉ ngơi và có những bí quyết để ôn tập. Cùng xem bí quyết học của những chiến thần thi cử hàng đầu nhé. Thủ khoa đạt 3/9 với bí quyết chỉ học ở nhà, không thèm đi học thêm. Thủ khoa Kim Hoa Khôi khối C00 với bí quyết giải liên tục 100 mã đề trên một môn thi. Không học nhiều như Hương Giang, bí quyết của thủ khoa đạt 29,35 điểm khối A1 là thích thì đi học, không thích thì lướt top, nhưng nói không với Facebook. Và chung cuối của chúng ta đây, anh em xem xong đừng có mà hốt hoảng nhá. Không dùng điện thoại và đạt điểm tuyệt đối 30/3 môn. Wow. TV Chen vui vui vậy thôi để anh em thoải mái tinh thần trước khi bắt đầu vượt vũ môn. Để có thể ôn tập tốt nhất thì mọi người nên lên lịch cụ thể để cân đối giữa việc học tập và nghỉ ngơi. Tốt nhất là không theo học bí quyết của ai cả, cứ ôn tập kỹ những kiến thức đã được học, chuẩn bị một tinh thần thoải mái là được. Một lần nữa, chúc các sĩ tử ngày mai bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt nhé.